Hãy tiến lên khán đài, trân trọng kính mời đề đốc. Trân trọng kính mời đô đốc Ban Hiếu Thị. Trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi xin đại diện Thanh Niên Hải Quân ở đây thành thật cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời giờ đến đây tham dự và chứng kiến buổi lễ bàn giao từ cựu hội trưởng sang tân hội trưởng Hải Quân. Ngày hôm nay tôi xin có vài lời để nói với vị tân hội trưởng. Chúng tôi rất là làm vui mừng là chiến hữu Trương Văn Song đã được đáp ứng cử và được chỉ định vào chức vụ chủ tịch hội ái hữu Hải Quân Cửu Long trong 2013-2015. Tôi xin đại diện cho tất cả anh em Hải Quân và có thể là tất cả quý vị có mặt ở đây xin chúc anh Song hoàn tất và đạt được những thành công mỹ mãn trong 2 năm tới. Xin cảm ơn. Kính chào quý vị, cựu hội trưởng của ái hữu Cửu Long, Hải quân Cửu Long có đôi lời từ giã đến với tất cả quý vị. Tôi xin trân trọng kính mời cựu hội trưởng Liên trưởng Đinh Hoàng Cảnh. Kính thưa quý phu nhân, kính thưa đô đốc, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, kính thưa tất cả các cơ quan truyền thông và báo chí, kính thưa đại gia đình Hải quân Cửu Long, thưa ông tân hội trưởng và ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2015. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được phép có đôi lời tâm tình và tha từ
trước khi rời chức vụ hội trưởng cho hai nhiệm kỳ 2019-2011, 2011-2013. Chúng tôi xin được phép mượn diễn đàn này có đôi phút để trình bày và sơ lược tất cả những thành quả, những công việc mà chúng tôi đã thực hiện trong 4 năm qua. Thứ nhất, tôi xin được sơ lược những nét chính trong sinh hoạt của Nội bộ Hội Ai hữu Hải quân Cửu Long. Hội đồng chấp hành nhiệm kỳ 2009-2011 đã hoàn thành thủ tục pháp lý để có giấy phép bất vụ lợi của tiểu bang California. Chúng tôi đã thực hiện quỹ niên liễu. Chúng tôi cũng đã tổ chức sinh hoạt cho những nhu cầu cần thiết của hội. Chúng tôi cũng giúp đỡ những chiến hữu gặp hoàn cảnh cực kỳ khó khăn ở quê nhà. Chúng tôi yểm trợ cũng như tham gia tất cả các hội đoàn của Hải quân trong vùng. Chúng tôi cũng đã có những sinh hoạt thăm viếng những chiến hữu đau ốm tại bệnh viện cũng như ở những nước sinh hồn. Chúng tôi cũng phân ưu chia buồn đến tứ thân phụ mẫu tang quyến của các chiến hữu trong vùng. Và đặc biệt, chúng tôi cũng thực hiện những nghi thức tang chế cho các chiến hữu Hải quân tùy theo yêu cầu của tang quyến. Và đặc biệt, chúng tôi cũng đã yểm trợ cho hai chiến hữu Hải quân trong thời gian quá vãng đã không có thân nhân đến nhận. Chúng tôi đã trợ giúp để hoàn tất những dịch vụ hậu sự. Và sau cùng, chúng tôi cũng thực hiện được những quân trang quân dục tăng cường cho toán quốc thánh Vân Kỳ. Phần thứ hai là sinh hoạt với các hội hải quân trong vùng cũng như vùng lân cận. Là một hội địa phương, chúng tôi giữ liên lạc và thi hành những quyết định chung của Tổng hội Hải quân Hàng hải. Chúng tôi vẫn tổ chức ngày Hoàng sa hàng năm để tưởng nhớ các chiến hữu hải quân đã hy sinh trong trận hải chiến 1974. Chúng tôi cộng tác với các hội hải quân Nam Bắc California để sinh hoạt cho những ngày Hoàng sa những năm vừa qua. Và đặc biệt, lúc nào cũng yểm trợ cho đặc sản nước sống, sống còn để chúng ta có những phương tiện truyền thông. Kính thưa quý vị, phần thứ ba mà chúng tôi muốn nói đến đây là những sinh hoạt với các hội đoàn bạn. Hôm nay được sự hiện diện của các hội đoàn trong quân binh chủng bạn, đặc biệt là Liên hội của Chiến sĩ. Hội Hải quân Cửu Long là thành viên của Liên hội của Chiến sĩ. Chúng tôi phối hợp công tác và giữ vững lập trường cũng như truyền thống của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng phối hợp tổ chức ngày Hoàng sa với Liên hội của Chiến sĩ, chủ trương nêu cao tinh thần chống Trung Cộng và chống nhà cầm quyền cộng sản, tham gia những sinh hoạt truyền thông với các quân binh chủng bạn, đóng góp cho công cuộc kỷ niệm ngày quân lực hàng năm, và đặc biệt đóng góp tài chính dân sự cho hội thương binh HO để yểm trợ cho các thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Và sau cùng là yểm trợ những sinh hoạt văn nghệ truyền thống của các hội đoàn bạn. Về phía bên văn hóa cộng đồng, hội Ai hữu Cửu Long đã đóng góp và tham dự những ngày 30 tháng 4 yểm trợ văn hóa cho các hội đoàn văn hóa như hội Đền Hùng, hội Cao niên Nam Mỹ, tham gia những sinh hoạt nêu cao truyền thống anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Vua Hùng Vương. Và sau cùng yểm trợ tổng hội sinh viên trong công tác hỗ trợ Tết, chiến hành Tết. Kính thưa quý vị, với những thành quả nêu trên, chúng tôi hội đồng chấp hành 2009-2011 đã được sự khuyến khích và yểm trợ chân thành nhất của quý vị niên trưởng trong hội đồng giám sát, quý vị trong hội đồng cố vấn đã giúp chúng tôi khuyến khích và làm kim chỉ nam chúng tôi đi con đường đúng. Và hôm nay tất cả quý vị có hiện trong hiện trường ngày hôm nay, chúng tôi xin được một lời tri ân đến tất cả quý vị trong hội đồng giám sát. Kính thưa quý vị,
Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cơ quan truyền thông và báo chí đã giúp chúng tôi phổ biến những tin tức cũng như nêu cao những sinh hoạt tốt đẹp của anh em hải quân chúng tôi. Chúng tôi cũng chân thành cảm tạ tới tất cả hội đoàn mạng đã giúp đỡ và yểm trợ chúng tôi. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn tất cả quý anh nhân và thân hữu. Tuy rằng không trong quân đội, quý vị đã đóng góp tài chính yểm trợ chúng tôi trong những event lớn trong những năm qua. Và sau cùng, tôi xin được gửi lời tri ân sâu xa nhất tới Hội đồng chấp hành nhiệm kỳ 2009-2011, 2011 và 2013. Chúng tôi xin tri ân các anh chị các ban chấp hành đã hy sinh thời giờ tài vật và hôm nay hiện diện ở đây, và chúng tôi sẽ tiếp tục hiệp trợ cho tân ban chấp hành. Kính thưa quý vị, trong 4 năm qua có nhiều việc chúng tôi chưa thực hiện được hay là chúng tôi cũng còn khiếm khuyết. Chúng tôi hy vọng rằng với tân ban chấp hành, tôi xin kính chúc ông tân hội trưởng Trương Văn Song và hội đồng chấp hành nhiệm kỳ 2013-2015 nhiều thành công và gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Và chúng tôi cũng như quý vị chắc chắn sẽ cùng đồng hành với ông tân hội trưởng và ban chấp hành trong những năm kế tiếp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe và kiềm đầu của quý vị. Xin chân thành kính chào. Kính thưa quý vị, sau đây là phần ký bàn giao, ký nhận bàn giao. Xin mời hai vị cựu tân hội trưởng tiến đến vị trí. Kính thưa quý vị, tôi xin lỗi có một chút xíu kỹ thuật. Và bây giờ tôi xin trân trọng kính mời tân hội trưởng có một đôi lời với tất cả, đến với tất cả quý vị. Kính mời vị tân hội trưởng. Kính thưa Phó Đại đốc, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị hội trưởng các liên hội cựu chiến sĩ, kính thưa quý niên trưởng, quý chiến hữu và phu nhân. Một lần nữa tôi xin được cảm ơn tất cả đã tín nhiệm và ủy thác cho tôi vào chức hội trưởng hội ái hữu Cửu Long. Đặc biệt tôi xin cảm ơn hai người bạn của tôi là anh Phạm Văn Lăng và anh Phan Thanh Quang đã giới thiệu và cho tôi vào sinh hoạt của hội ái hữu Cửu Long. Cũng đặc biệt cảm ơn niên trưởng Đinh Hoàng Cảnh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều và tận tình khuyến khích chúng tôi rất là nhiều trong cái chức vụ này. Như tôi đã nói trước đây 2 tháng, trong ngày bầu cử, cái sinh hoạt của hội ái hữu Hải quân Cửu Long, chúng ta sẽ có 3 mục tiêu chính. Thứ nhất là chúng ta củng cố tinh thần đoàn kết. Cái thứ hai là bồi đắp tình thương thân tương ái. Và cái thứ ba là vinh danh màu cờ sắc áo của hải quân. Cho dù ngày hôm nay quân lực của chúng ta không còn trực diện với lằn đạn với mũi tên, và cho dù những chiến đỉnh của hải quân của chúng ta cũng không còn ngang dọc trên những sông ngòi của miền Nam, nhưng oai phong một thời của chúng ta đã đưa chúng ta ngồi lại với chúng ta buổi tối hôm nay. Và trong tình chiến hữu này, chúng ta cũng biết rằng tất cả các cấp bậc, từ ông đô đốc cho đến người thủy thủ, từ các địa danh như Cửa Việt hay Nam Căn, từ những quân trường Nha Trang hay Thủ Đức, từ Đà Lạt hay Rhode Island, Đồng Đễ hay Cam Ranh, các đơn vị phục vụ như hạm đội hay giao đoàn, nó không phải là một yếu tố để chúng ta phân biệt nhau nữa. Chúng ta tất cả là con yêu của bà mẹ hải quân của chúng ta. Đã 38 năm qua, chúng ta bây giờ chỉ như là những người lính biển
đã một thời ôm một hai hồ, rồi đem xích chai bảo vệ cho sông rạch, biển đảo của miền Nam yêu dấu. Giờ đây, những ước mộng hải hồ của chúng ta có thể đã phôi pha. Những sông, rạch, biển đảo có thể chỉ còn trong ký ức của chúng ta. Nhưng chúng ta nhất quyết sẽ không bao giờ quên nhau. Chúng ta không bao giờ để những dị biệt cá thể chia rẽ chúng ta. Chúng ta cương quyết bảo vệ con thuyền hải quân Già Nua mà một vị niên trưởng đã nhắc nhở tôi là nó bây giờ nó đã ôm ẹp lắm rồi. Con thuyền đó vẫn sẽ luôn luôn kêu hùng nước sống. Nếu mỗi một chúng ta hướng về một điểm, cùng góp một bàn tay, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu như trên. Hội Hải quân Cửu Long không phải là một hội đoàn được thành lập nhằm đấu tranh chính trị, nhưng tôi cũng xin tái xác nhận một lần nữa là cơ sở lý tưởng của chúng ta không cho phép chúng ta quay lưng trong công việc bày tỏ lập trường chống cộng cùng chính sách độc tài ngu dân, bóp tét tất cả những quyền tự do căn bản mà Liên Hợp Quốc đã dành cho con người trong bản tuyên bố nhân quyền quốc tế mà Hà Nội đã bắt buộc xuất ký vào năm 1982. Và kính thưa quý vị, trước khi dứt lời, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà có lẽ là ở trong cổ học Tinh Hoa mà có lẽ là rất nhiều người chúng ta ở đây cũng đã biết. Một ngày nọ, ông Khổng Tử và đệ tử ra đồng chơi, thấy một người đàn bà đứng khóc, lấy làm lạ mới hỏi vì sao mà bà khóc. Người đàn bà lúc đó nói rằng: tôi khóc là vì lúc trước tôi đi cắt cỏ thi mà cái mất cái châm bằng cỏ thi, thành tôi khóc. Đức Khổng Tử hỏi: nếu đi cắt cỏ thi mà mất cái châm bằng cỏ thi thì việc gì phải khóc? Người đàn bà nói rằng: không phải tôi đến mất cái châm cỏ mà tôi khóc, sợ gì tôi khóc là vì thương tiếc một vật cũ dùng đã lâu mà ngày nay không sao còn thấy được. Thưa quý vị, cỏ thi vốn là một loài cỏ dại không có giá trị cả, mà khi mất còn có người khóc thương. Huống chi là giang sơn gấp vóc của chúng ta, núi non hùng vĩ, biển cả mênh mông, sông rạch nên thơ của miền Nam chúng ta, đất nước mà nơi chúng ta đã gửi một phần hay là có thể tất cả tâm hồn của chúng ta trong đó. Thưa quý vị, bây giờ đối với những người lính thủy của chúng ta, hội ái hữu của hải quân của chúng ta, Cửu Long của chúng ta là một trong những cái phần hồn cao cả đó, và đó là cũng là một cái thể hiện cái tình cảm quý báu của chúng ta. Ngày xưa tôi không biết ở đâu Khóa 24 đã dạy dỗ chúng tôi một câu như thế này: tất cả sẽ qua đi, chỉ có tinh thần là quan trọng. Hôm nay tôi xin được thêm vào là tất cả sẽ qua đi, chỉ có tinh thần và tình cảm của những người lính biển ngày xưa sẽ còn mãi mãi ở trong với tất cả quý vị hôm nay. Tôi rất quý những tâm tình đó, và đó là cũng lý do tại sao tôi mạnh bước đứng lên giữ cái chức hội trưởng này, và tôi đã rất là tự hào đã khoác cùng một màu áo với tất cả quý vị ở đây. Và tôi mong rằng chúng ta tất cả hãy trân trọng và bảo vệ cái tình cảm bất diệt đó mãi mãi. Kính chào quý vị và chúc quý vị một bữa ăn ngon miệng và một tối vui vẻ. I love you kids. Trân trọng kính mời cựu hội trưởng trở về trước hội. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, sau đây là phần trình diện của Hội đồng chấp hành nhiệm kỳ 2013-2015 trước Đại gia đình Hải quân Nam California. Chúng tôi kính mời tất cả quý vị đứng lên để nhận đón và tiếp đón Hội đồng chấp hành của Hội Ái hữu Hải quân Cửu Long. Trân trọng kính mời và kính mời tất cả quý vị. Trước hết tôi xin kính mời tất cả những quý vị ở trong hội đồng giám sát
Liên trưởng Hoa, Liên trưởng Nguyễn Văn Hoa, Liên trưởng Trần Đắc Cử, Liên trưởng Trịnh Xuân Tụng, Liên trưởng Vũ Kim Thân lên với chúng tôi. Hôm nay Liên trưởng Chí không có mặt buổi sáng hôm nay. Chúng tôi cũng xin giới thiệu Hội Phó Hoài Vũ kiêm Thủ quỹ Chiến hữu Phạm Văn Lâm. Hội Phó Nội vụ Chiến hữu Trần Vĩnh Thọ. Tổng Thư ký Chiến hữu Phan Thanh Quang. Trưởng Ban Kế hoạch Liên trưởng Nguyễn Văn Thành. Trưởng Ban Nghi lễ Liên trưởng Nguyễn Hồng Quyền. Trưởng Ban Xã hội Chiến hữu Hoàng Thông. Trưởng Ban Văn nghệ chị Tô Long Châu, tức là chị Thanh Thu. Trưởng Ban Tiếp tân Chiến hữu Nguyễn An Hùng. Thưa quý vị, buổi lễ ra mắt Hội đồng chấp hành của Hội Ái hữu Hải quân Cửu Long nhiệm kỳ 2013-2015 đến đây chấm dứt. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị và mời quý vị trở về chỗ ngồi. Thành thật cảm ơn.